ở nhà.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xà, bạch xà. Em bây giờ là sao chứ đúng không? Vậy chứ. Vậy hả? Rồi chị 6 tiếng rồi, xà không? Xà không? Ai còn nhiều lắm. Còn nhiều à? Sao em 4 tiếng? Tiếng của chị đây là tiếng thứ 7 rồi. Thứ 7 à, đến 6. Thank you.
Thank you.